Chào các bạn, ngày hôm nay chúng tôi sẽ bắt đầu bấm máy bộ phim mới. Cũng khá là căng thẳng, khá là nhiều cảnh hành động, quýnh nhau, bình thường thôi. Nói chung là trong bộ phim này thì sẽ có rất là nhiều những cảnh khá là lôi cuốn. Phim gì à? Ai biết, đợi đến Noel nha.